Trồng cây hoa giấy còi mãi không lớn thì phải làm như thế nào và thời điểm nào là thời điểm nhân giống cũng như là trồng những cây hoa giấy nhỏ đẹp nhất trong năm? Xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube Vườn To. Hôm nay em Trung Vườn To sẽ xin chia sẻ với quý anh chị cách trồng những cây hoa giấy nhỏ nhỏ như thế này, làm sao cho nó nhanh lớn cũng như là cái khoảng thời gian mà mình nhân giống cây hoa giấy trong năm, thời điểm nào là thời điểm phù hợp nhất mọi người nhé. Và ở đây thì sẽ áp dụng cho quý anh chị ở miền Bắc mọi người nhé, miền Bắc và miền Trung, chẳng hạn như là từ Nghệ An đổ ra, tại vì ở đây là có cái mùa đông, thời tiết nó có mùa đông mọi người nhé. Còn quý anh chị ở trong Nam thì nắng nóng quanh năm, thì gần như là lúc nào mình cũng có thể nhân giống được, có mùa mưa và mùa khô thôi. Còn ở miền Bắc thì có mùa đông lạnh, mùa đông lạnh thì cây hoa giấy gần như không phát triển. Và chính vào thời điểm ngay bây giờ, thời điểm em Trung quay video ngày hôm nay là ngày 21 tháng 4, ngày 21 tháng 4 dương lịch, là sắp bước sang tháng 5 rồi, cũng là đang bắt đầu mùa hè. Mọi người sẽ thấy nóng ấy. Đấy, mọi người thấy nóng rồi, bắt đầu nắng nóng lên rồi, thì những cây hoa giấy sẽ rất là thích cái khoảng thời gian này mọi người nhé. Mùa hè nắng nóng nhưng mà nó lại rất là thích, còn mùa đông thì nó sẽ rất là kém mọi người nhé, nên là không phù hợp cho việc nhân giống cũng như là trồng, nó sẽ chậm lớn. Mấy cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian rất là đẹp để mình có thể nhân giống, nên là quý anh chị nào có những cây hoa giấy mình muốn dâm cành, mình muốn chiết, mình muốn ghép thì có thể xử lý trong thời gian này mọi người nhé. Nó sẽ rất đẹp, rất là nhanh lớn. Trồng 1 tháng bây giờ bằng trồng 4 tháng mùa đông mọi người nhé. Trồng 1 tháng bây giờ bằng trồng 4 tháng mùa đông. Đấy, mùa đông mọi người rất là tốn công chăm sóc, nhưng mà chỉ cần trồng 1 tháng bây giờ ấy là sẽ đạt được kích thước giống như 4 tháng mùa đông, thậm chí là còn hơn, mà trồng rất là dễ sống mọi người nhé. Nên là quý anh chị nào có cây muốn nhân thì tranh thủ trong khoảng thời gian này. Đây mọi người có thể xem một cây hoa giấy ấy. Cây này là một cây hoa giấy tắc kè, thì em đang nhân, và mùa đông thì gần như nó không lớn, nhưng mà bây giờ nó sẽ đang lớn rất là nhiều. Đây mọi người có thể xem lá của nó rất là to luôn mọi người nhé, rất là to. Thì nó được trồng từ những cái cây con như thế này, đây mọi người, bé như thế này, để lên như thế này, rất là nhanh mọi người nhé. Nên là mọi người tranh thủ trong cái khoảng thời gian này, mình sẽ trồng những cái giá thể để dâm để trồng, như lần trước em có bảo ấy. Đây. Thì mình có trấu này, có đất thì có phân hữu cơ, phân bò, phân gà, phân NPK. Đấy, mình sẽ trồn vào, sau đây mình trồng. Mọi người hoặc là trồng những cái hoa giấy leo dàn thì mọi người tranh thủ trong cái khoảng thời gian này mọi người nhé. Trồng, mọi người trồng một cái hoa giấy leo dàn từ bây giờ thì đến cuối năm, cuối Tết là mọi người sẽ có một dàn hoa giấy kín rồi, rất là đẹp, rất là xinh xắn. Nên mọi người nhanh chóng trồng trong cái khoảng thời gian này mọi người nhé. Cũng như là dâm cành thì trong cái khoảng thời gian này cũng là rất là đẹp, thì mọi người chú ý là nhớ che nắng. Đây, nó hơi nắng nóng, tức là khoảng thời gian này thì nhiệt độ của mình nó sẽ cao lên ở miền Bắc, cũng như là có mưa, sẽ rất là phù hợp cho cây hoa giấy sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên đối với những cây mà vừa dâm hoặc là vừa trồng thì nắng nóng quá thì mình sẽ che lại một chút mọi người nhé. Đây mình sẽ che lại, phủ ni lông lại thì cây của mình sẽ phát triển là tốt hơn, đẹp hơn. Đấy, nên là cái video này thì em chỉ muốn gửi đến cho quý anh chị là cái khoảng thời gian nào là khoảng thời gian phù hợp để mình dâm, mình chiết thôi, cũng như là giá thể thì như các video trước em cũng đã hướng dẫn cho mọi người rồi. Thì hôm sau, video sau em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách làm sao để mình có thể chiết được một cái hoa giấy, hoặc là để dâm cành được cái hoa giấy, cũng như là sử dụng thuốc gì để dâm mọi người nhé. Thì mọi người muốn sử dụng cái thuốc dâm cành loại đặc biệt của Trung Quốc thì có thể liên hệ bên em có mọi người nhé. Còn mọi người cứ trồng vào trong những cái chậu nhỏ nhỏ như thế này thôi, mình tưới nước. Tưới nước mùa này thì với cái giá thể này thì mọi người ngày nào cũng tưới, thậm chí là để ngoài mưa, sau thì phân bón cứ 7 ngày một lần là nó sẽ tốt rất là nhanh mọi người. Nắng nóng tốt rất là nhanh. Sau cái khoảng thời gian này mình sẽ cắm một cái cọc lên cho cái cây nó đứng lên như thế này, là cây nó sẽ rất là tốt mọi người nhé. Và mọi người phải tranh thủ trong cái khoảng thời gian này, chỉ khoảng 2 tháng thôi, 1 đến 2 tháng thôi, đến khi nắng quá, nó nắng, tức là bây giờ mới đầu mùa hè thì nắng nhưng mà vẫn chưa phải là đạt cực điểm. Còn đến lúc mà nó nắng quá thì nó sẽ thành ra là thành hỏng. Nên là mọi người muốn trồng, muốn dâm thì ngay bây giờ trong khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng tiếp rồi thì mọi người tranh thủ nhanh mọi người nhé, không đến lúc nó nắng quá thì nó héo cháy. Còn bây giờ thì nó nắng nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có mát âm u như thế này thì nó sẽ rất là tốt nhé mọi người nhé. Chúc mọi người thành công, và mọi người nhớ là trong khoảng thời gian này muốn trồng cây leo dàn này, muốn dâm cành, muốn nhân giống thì hãy tranh thủ ngay bây giờ mọi người nhé. Và mọi người muốn có cái câu hỏi gì muốn hỏi em Trung thì có thể liên hệ để lại dưới bình luận, em Trung sẽ giải đáp mọi người nhé. Cũng như là phân thuốc gì, cây gì, trồng như nào, trồng màu nào thì có thể để lại mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.